Ôi làm vợ thật khó, vợ dở thì chồng chê mà vợ giỏi thì chồng ghét, một người phụ nữ giỏi giang, thành công ngoài xã hội hơn chồng đa phần lại bị ghen tị bởi chính chồng của mình, như vậy có quá bất công cho phụ nữ không? Sau lưng một người đàn ông thành công luôn là bóng dáng của một người phụ nữ biết hy sinh, vun vén, vậy sau lưng một người phụ nữ thành công là ai? Theo quan niệm truyền thống, người vợ luôn là cái bóng, là người đứng sau lưng chồng, thật hiếm có người đàn ông nào quảng đại bao dung thật sự vui mừng khi vợ đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp con mình chỉ là một người đàn ông tầm thường với đàn ông vợ đứng sau lưng hoặc cùng lắm là đồng hành còn vợ giỏi hơn chồng sẽ khiến đàn ông mất mặt hạ thấp vị thế của họ trong gia đình và ngoài xã hội là một người phụ nữ hạnh phúc thật sự rất khó bởi chính phụ nữ ngoài áp lực công việc của mình còn chịu áp lực từ chồng gia đình chồng phụ nữ dở hơn chồng thì bị khinh giỏi hơn chồng thì bị ghét nếu phụ nữ toàn tâm toàn ý dành thời gian chăm sóc gia đình ở nhà nội trợ thì sẽ bị cho là ăn bám chồng ở nhà chồng nuôi những người phụ nữ này ít có tiếng nói trong gia đình và đa phần mọi việc đều do chồng quyết định đàn ông gánh vác kinh tế thì tự cho mình quyền làm chủ gia đình vợ phải nghe theo trong mọi việc một người phụ nữ giỏi giang đạt được nhiều thành tựu trong công việc có địa vị cao trong xã hội chưa chắc chồng và gia đình chồng vui mừng phụ nữ bước ra xã hội làm việc sẽ bị nói rằng không biết chăm lo cho gia đình bỏ bê con cái phụ nữ bước về căn nhà đợi chờ họ là những lời chỉ trích chê bai cởi chiếc áo ra họ lại cố gắng chu toàn để không mang tiếng ham tiền bạc mà bỏ bê gia đình khi một người phụ nữ thành công người đời sẽ không hiểu được rằng họ đã cố gắng và nỗ lực ra sao để vừa làm mẹ làm vợ vừa đạt được thành tựu trong sự nghiệp đàn ông vốn sĩ diện mà đàn ông việt nam lại sĩ diện gấp trăm lần tư tưởng truyền thống ăn sâu bao đời nay khiến người đời luôn cho rằng đàn ông là